đó là trường hợp của nữ sinh viên Ngô Thị Xu Sản, 21 tuổi. Theo đó, ngay sau khi được lực lượng chức năng cứu lên khỏi vực sâu, nữ sinh này cùng một nạn nhân bị thương nặng khác được đưa đến cấp cứu tại bệnh viện Đà Nẵng. Tuy nhiên, khoảng hơn 10 phút sau, cánh tay của nạn nhân mới được tìm thấy và bảo quản trong một thùng đá, được một xe cứu thương khác gấp rút đưa đến bệnh viện. Lúc tôi đến hiện trường, trong số các nạn nhân gặp nạn trên chuyến xe này, tôi thấy một cô bé chảy máu đầm đìa nên nói anh em đưa ra trước. Khi đó phát hiện cô mất một cánh tay, chúng tôi lập tức chia ra khắp khu vực để tìm. Khoảng 5 phút sau thì mọi người tìm được cánh tay của cô bé nằm sâu trong xe. Ngay khi đó tôi nói mọi người lấy thùng đá bỏ vào và lập tức mang tới bệnh viện. Không an tâm, nên tôi đã nhảy theo xe cấp cứu đến bệnh viện để xem tình hình của các nạn nhân, thiếu tá Hoàng Văn Dũng, chính trị viên phó đồn biên phòng Lăng Cô, một trong những người có mặt sớm tại hiện trường, nói. Theo ghi nhận của phóng viên, đến 15 giờ 30 phút, tại bệnh viện Đà Nẵng đã tiếp nhận 12 bệnh nhân. Trong đó một người đã tử vong, 3 bệnh nhân đang trong phòng mổ, một bệnh nhân được điều trị ngoại bỏng, còn lại các bệnh nhân đang được điều trị đa chấn thương. Được biết, ngoài chỉ đạo bệnh viện Đà Nẵng huy động nhân vật lực cứu chữa cho các nạn nhân, Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng cũng quyết định hỗ trợ gia đình người tử vong 5 triệu đồng, người bị thương 2 triệu đồng. Như đã đưa tin, khoảng 13 giờ chiều 8/1, xe khách chở hơn 20 sinh viên của trường cao đẳng Kiên Giang rơi xuống vực đèo Hải Vân tại khu vực huyện Phú Lộc, Thừa Thiên Huế. Lực lượng cứu hộ nhanh chóng có mặt tại hiện trường để tổ chức cứu nạn,